Xin chào các ba mẹ trở lại với kênh YouTube Nguyễn Thị Hệ. Hôm nay và video lần này chúng ta sẽ đến với số thái độ 1 và 2. Nếu như các ba mẹ chưa biết được chỉ số thái độ của mình là số mấy thì chúng ta hãy click vào phần mô tả ở dưới video này. Mẹ Hệ đã gắn sẵn cho chúng ta một cái đường link để chúng ta có thể xem lại cái cách tính nhé. Và trong video đó thì chúng ta sẽ biết được là vậy thì cái chỉ số thái độ này sẽ lấy năm dương lịch, âm lịch hay là con số nào, rồi những chỉ số khác, 20 chỉ số lận sẽ tác động đến chúng ta là làm sao các ba mẹ ha. Và nói đến thái độ là chúng ta sẽ nói đến xu hướng phản ứng. Vậy thì xu hướng phản ứng của người có thái độ 1 là thế nào? Người có chỉ số thái độ 1 đó, thì cái xu hướng của họ sẽ như sau. Đầu tiên, họ sẽ luôn phấn đấu không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân. Thứ hai, họ rất tự tin vào năng lực của bản thân mình, không ngại đối đầu với khó khăn. Các ba mẹ thân mến, nếu như mà chúng ta đã nhìn thấy những cái điều mẹ hãy chia sẻ trên màn hình như thế này thì chúng ta thấy rằng là họ rất là giống những cái tố chất của đại bàng, đúng không? Và cái điểm thứ ba là họ rất muốn tự giải quyết vấn đề, từ chối mọi sự giúp đỡ của người khác. Đối với họ, thất bại chỉ là sự phản hồi và thử thách thì để tu luyện mà thôi. Và cái cuối cùng đó là cái điểm mục số 5. Họ vô cùng tuyệt vời khi họ luôn chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Và đúng là những cái tố chất của một chú chim đại bàng. Các ba mẹ thân mến, vậy thì điều gì xảy ra nếu như ba mẹ có con số thái độ 1 nhưng mà chúng ta lại không có được những cái tố chất vừa rồi mẹ Hệ vừa chia sẻ? Vậy thì chúng ta đang đi xa quá với con người của chính mình rồi đấy. Hãy quay trở về và hãy nhắc nhở và cài đặt niềm tin về chính mình nhé. Tôi luôn không bao giờ đầu hàng trước mọi vấn đề. Tôi tự tin vào năng lực của bản thân. Tôi sẽ tự có thể giải quyết được vấn đề. Mọi sự thất bại chỉ là thử thách thôi. Nó chỉ là sự phản hồi thôi. Và tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi sự về phần cuộc đời của chính mình. Liên tục cài đặt cái tiềm thức cho mình như vậy để định vị mình, để trở về với con người của chính mình. Bởi vì chúng ta chỉ mạnh nhất khi chúng ta là chính mình mà thôi. Có rất là nhiều các ba mẹ đã đi xa quá với cái phản ứng của mình. Thì nếu như chúng ta đi xa quá thì hôm nay mẹ đã chia sẻ với chúng ta năm cái đường mục đấy để chúng ta được quay trở về với chính mình và sống thực sự với con người của bản thể. Và các ba mẹ thân mến, nếu như các ba mẹ nào mà có chỉ số thái độ 1 hay con của chúng ta có chỉ số thái độ 1 nhưng mà lại có đường đời số 1, lại có sứ mệnh số 1, lại có tương tác số 1 hoặc kết hợp với chỉ số nội tâm 1 thì những cái xu hướng phản ứng vừa rồi nó cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ngược lại, nếu như mình có thái độ số 1 nhưng trong cái bài số học của mình lại có rất là nhiều các chỉ số, ví dụ như là số 2 rất là nhiều, số 9 rất là nhiều chẳng hạn, thì các ba mẹ thân mến, cái con số 1 nó sẽ bị pha loãng đi, y chang như kiểu là một cái nước mặn cộng với một cái nước ngọt thì nó pha vào với nhau thì nó bị trung hòa đi, chứ nó không còn mặn quá nữa, nó không còn mạnh mẽ nữa. Nên là các ba mẹ cũng đừng ngạc nhiên nếu như mà khi chúng ta có chỉ số thái độ 1 và chúng ta lại đang không có được cái tinh chất vừa rồi mình chia sẻ. Nhưng túm lại, mẹ phải nói với các ba mẹ điều này này. Người có thái độ con số 1 là cái người phản ứng rất là mạnh mẽ và quyết đoán. Vậy nên cái điều đó rất là tốt mà, trong cuộc sống rất là phù hợp với những người nào mà đi làm công việc. Bởi vì trong công việc thì rất cần cái sự phản ứng quyết liệt như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chỉ số thái độ số 2 các ba mẹ ha. Vậy thì xu hướng phản ứng của người có thái độ 2 là thế nào? Thứ nhất, họ là cái tiếp người cực kỳ nhẹ nhàng, phản ứng trước cuộc sống một cách rất là đôn hậu ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy được rằng là với người có chỉ số thái độ 2 thì hoàn toàn ngược lại với con số 1, đúng không? Nếu con số 1 thì họ phản ứng một cách rất là quyết đoán, rất là mạnh mẽ và rất là độc lập bản lĩnh của người đại bàng, thì với chỉ số thái độ 2 y chang một dòng suối hiền hòa, nhẹ nhàng, đôn hậu. Và họ có một cái khả năng quan sát rất là tinh tế, nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề. Và cái xu hướng phản ứng của họ là họ cũng rất là trách nhiệm, tận tụy với mọi việc đặt ra và họ luôn luôn đặt cái lợi ích của tập thể lên trên hết. Đối với người có thái độ số 2 thì theo như trường phái số học Pythagore thì họ là cái tiếp người rất là cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định vì sự an toàn. Cũng tương đồng với những người mà có chỉ số thái độ 4 như các ba mẹ. Nếu như người có chỉ số thái độ 4 thì họ cũng khá là cân nhắc an toàn, thì người số 2 và số 4 có cái điểm này rất là giống nhau. Cái điểm thứ 5 nữa đó là họ sẽ đón nhận mọi sự việc một cách với một cái tâm thế rất là ôn hòa và thấu hiểu. Và cái thứ 6 đó là họ luôn trung dung với cuộc sống bằng tinh thần chấp nhận trước những khó khăn. Và mẹ hãy để chia sẻ thế này, nếu mà người có chỉ số thái độ 2 mà lại kết hợp với chỉ số đường đời 1 chẳng hạn, thì những người có đường đời 1 thì họ rất là quyết liệt, họ rất là mạnh mẽ. Và nếu như trong bài số học có rất là nhiều con số 1 thì cái xu hướng thái độ 2 thì họ sẽ bị mờ đi một chút. Tức là vì họ bị những cái con số 1 của sự mạnh mẽ quyết đoán nó quá mạnh rồi thì đương nhiên nó lấn át được cái chỉ số 2. Nhưng các ba mẹ thân mến, với cái chỉ số thái độ 2 này, đây là cái xu hướng phản ứng rất là tuyệt vời, đúng không nào? Nếu chúng ta có quá nhiều con số 1 thì chăng nữa thì chúng ta lại càng phải định
định vị mình với cái con số thái độ 2 này một cách rất là mạnh mẽ, để mà chúng ta sống với con số 2 của sự nhẹ nhàng, của sự quan sát tinh tế, của sự thấu hiểu lắng nghe, của sự an toàn, của sự phân tích kỹ lưỡng và luôn đặt lợi ích của tập thể. Và các ba mẹ thân mến, cái sự kết hợp giữa các con số là một cái điều vô cùng vi tế, thế nên là chúng ta còn phải theo dõi nhiều hơn nữa các video của mẹ hệ để mẹ hệ có thể hỗ trợ và giải đáp cho các ba mẹ. Còn nếu các ba mẹ biết là xem chúng ta có chỉ số nào, ví dụ trong cái cuốn sách là con bạn hạnh phúc nhất về điều gì, thì mẹ hệ cũng đã hướng dẫn cho chúng ta về chỉ số tương tác này, chỉ số nội tâm này, chỉ số đường đời này, và chỉ số sứ mệnh này, kèm theo rất là nhiều giải pháp để chúng ta có thể phát huy được những cái chỉ số này lên. Thì các ba mẹ có thể tham khảo, hoặc là chúng ta vào trong cái nhóm mà nhóm sách nhé, con bạn hạnh phúc nhất về điều gì luôn ở trên Facebook. Nếu như các ba mẹ đang có con mà chúng ta cũng không biết đồng hành cách nào, thì cứ tham gia vào nhóm đó hoàn toàn miễn phí thôi, để chúng ta có thể có được nhiều những giải pháp nuôi dạy con của chúng ta nhé. Và mẹ hẹn chỉ muốn nói với các ba mẹ thế này: thái độ thì hơn trình độ, nên cái phản ứng của chúng ta trước cuộc sống này nó sẽ quyết định cái sự thành công của chúng ta đấy. Bởi vì sự thành công thì chỉ cần 4% là những kiến thức ở trên lớp thôi, 26% liên quan tới kỹ năng để chúng ta xử lý hàng ngày, và 70% còn lại là với thái độ. Thế nên chúng ta cần phải nắm rất rõ chỉ số thái độ của chúng ta để chúng ta phản ứng trước cuộc sống này, và chính cái chỉ số thái độ này sẽ quyết định nên cái sự thành công của chúng ta vô cùng lớn. Và các ba mẹ thân mến, hãy sống với những cái tính chất tốt đẹp mà mẹ hẹn vừa mới chia sẻ cho các ba mẹ, những cái đặc điểm rất là tuyệt vời, những đặc điểm mạnh của chúng ta như thế, những đặc điểm mà tích cực như thế, chúng ta hãy rèn luyện mình trong mỗi một cái chu kỳ phản ứng, trong mỗi một cái hành xử trong cuộc sống, hay mỗi một sự việc diễn ra, thì hãy định vị mình là mình có chỉ số thái độ mấy, hãy hành xử theo nương theo đúng những con số mà mẹ hẹn chia sẻ vừa rồi, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái cuộc sống vô cùng tích cực và tốt đẹp. Và ba mẹ thân mến, chúng ta còn rất nhiều chỉ số khác nó tác động đến chúng ta, chứ không chỉ riêng chỉ số thái độ. Thái độ mới chỉ là một phần thôi, còn tương tác, còn nội tâm, còn những chỉ số về cảm xúc, về tư duy, về sứ mệnh đường đời và rất là nhiều các con số khác. Nên là các ba mẹ đừng quên là thả tim, đăng ký kênh YouTube Nguyễn Thị Hệ nhé. Và sau đó thì click hình quả chuông để chúng ta gieo hạt cho mẹ Hệ, để kênh YouTube của mẹ Hệ có thể được lan tỏa đến cộng đồng nhiều hơn, để giúp đỡ được cho nhiều gia đình hơn. Và các ba mẹ thân mến này, mẹ nhắc nhẹ với chúng ta một chút ạ. Nếu chúng ta có con và chúng ta có chỉ số thái độ nào, thì hãy định vị cho con của mình, và sau đó chúng ta cũng hãy phản ứng theo cái phong cách mà con của chúng ta đang có, để làm sao cái trường năng lượng của chúng ta được tương hợp với năng lượng của con chúng ta nhé, hoặc chồng vợ chúng ta nữa. Chắc chắn chúng ta sẽ có một mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các ba mẹ đã theo dõi kênh YouTube Nguyễn Thị Hệ, và hẹn gặp lại các ba mẹ vào các video tiếp theo. Thân ái và chào tạm biệt các ba mẹ nha.